Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Đầu Câu Phi Nguyễn nha anh em. Rồi hôm nay em lên cho anh em video này là video số 115 nha. Đó, video số 115 em lên cho anh em tổng cộng là 19 mã anh em. 19 mã hôm nay là những mã cũng là khá là đẹp luôn anh em. Thì có những cái ABS đây, full kim loại ha, gấp ri. Cái này là emblem anh em, emblem tai cò ha. Đó, cái đó emblem mô bin sống anh em. Rồi cái này là mô bin sống luôn. Những máy kim loại đây thì giá em báo trên video hôm nay là giá em chưa bao gồm phí ship anh em. Phí ship bên em đồng giá một đơn hàng là 30.000 đó, hai mã đơn là em sẽ miễn phí ship cho anh em. Anh em lưu ý nha, một mã là em sẽ tính phí ship là 30.000, còn em mua hai mã trở lên là em sẽ bao ship nha anh em. Rồi số điện thoại chốt đơn bên em Đồ Câu Phi Nguyễn, Zalo cũng số điện thoại là 0779643 0. Anh em mua hàng anh em vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại của em nha, hoặc là nhắn tin Zalo cho em vào số này 0779674320. Rồi mã số đầu tiên nha nè, mã đầu tiên là lên cho em con này là con giga spin anh em. Đó, con giga spin, con này size máy là 4.000, cước số 4 anh em vô 150m, cước số 3 anh em vô 200m nha. Đó, con này có là có kim loại đây, mua bên sống lưới gà tốt, gạt tốt nha nè. Đó, lăng là lăng đa, lăng là lăng vàng nè, lăng đồng thau ha, gạt 4.000, gato máy 5.2 nè, gato máy 5.2. Đó, chốt chặn máy đây nè, sai máy 4.000 nha, tay quay anh em thay đổi trái phải được, gato máy 5.2. Máy này của hãng Marine nè, máy của hãng Marine ha, máy có chạy bạc đạn anh em, máy chạy một bạc đạn nha. Tao quay máy là tao quay gặp. Máy quay nhẹ mượt anh em. Chế độ 2 chiều đây. Rồi, mã 113 anh em. Mã 113 nha. 113 ngoại hình nó còn khá là đẹp luôn anh em. 113. Bán cho anh em con này giá 250 nha anh em. 113 giá 250 nha. 113 giá 250 nha. 113 giá 250. Mã 114 anh em. Con này là con Phantom anh em. Con Phantom nha. Phantom. Con này gato máy 5.0 anh em, máy chạy 3 bạc đạn. Gato máy 5.0. Đó, có cái máy là có kim loại đây. Thân carbon tao quay kim loại nè. Con này size máy là size nó tương đương cước số 2 anh em vô 150m, cước số 3 anh em vô 100m, cước số 4 anh em vô 70m nha. Con máy xe máy 2.000 anh em, xe máy 2.000 nha. Có là có kim loại, lăn cước là lăn cước đồng thau đây nè. Có hệ thống ABS đây, máy hệ thống ABS. Mua bên sống anh em, lưỡi gà kêu tốt. Mua bên sống lưỡi gà tốt. Tao quay thay đổi trái phải được, tao quay máy là tao quay gặp. Hệ thống ABS cho anh em. Xe máy 2.000. Con mã số 114 anh em. 114 ngoại hình có trầy xước anh em. 114 con này bán cho anh em giá 180 nha. 180.000 con 114 nha anh em. 180.000 mã 114. Mã 115 anh em. 115 con này mắc in da băng. 115 con này hãng Olympic anh em. Máy của hãng Olympic nha, Olympic LV100. Con này gato là 1.4.56. 1.4.56 anh em. Cước số 5 anh em vô 65m, cước số 4 anh em vô 80. Cước số 3 anh em 115, cước số 2 anh em vô 170m nha, cước số 1.5 anh em vô là 220. Máy size tương đương 1.000 anh em. Máy full kim loại nha anh em. Máy này máy full kim loại. Ngoại hình còn rất là đẹp. Máy hãng Olympic. Hình đẹp nha anh em. Ngoại hình đẹp, máy full kim loại, mô bin sống lưới gà kêu tốt nha, gạt tốt, máy có chạy bạc đạn nha nè. Tao quay máy thay đổi trái phải được, chốt chặn tốt đây, chế độ 2 chiều. Tao quay gặp. Hình còn rất là đẹp nha nè. Rồi con này mã số là mã số 115 anh em. 115 máy xe 1.000, máy full kim loại, máy hãng Olympic Made in Japan. Con máy để cho anh em giá 300 nha.
Mã số 115 giá 300. 115 giá 300 anh em. 115 giá 300. 116. 116 là lên cho anh em con rớp đi nha. Đó, con rớp đi anh em. Con này hàng đời cổ ha. Đó, ốp da băng anh em, máy da băng bay ốp đi. Máy quay là máy quay thay đổi tay quay trái phải được. Cối là cối carbon, thân kim loại, tay quay kim loại, tay quay là tay quay dạng cốt anh em. Tay quay dạng cốt. Tay quay dạng cốt. Tay quay anh em thay đổi trái phải được. Chốt chặn. Máy hoạt động nhẹ mượt. Lăn cước đẹp. Máy hãng drop đi nè. Dòng này là ngừng sản xuất đi ha. Cái hãng này hàng đời cổ quá nè. Mua về sưu tầm nha. Anh em câu kéo được cũng ok. Con máy này size nó tầm 5.000 anh em. Size nó tầm 5.000 nha. Máy size tầm 5.000. Quay nó hơi bị lắc cái đầu nhẹ nha nè. Cái dòng đời cổ này, dòng drop đi, nó sẽ hơi bị lắc cái đầu nhẹ. Con mã số 116 anh em. Mã số 116. 116 con này để cho anh em giá 208 nha. 116 giá 208. 116 giá 208. 117 anh em. 117. 117 là lên cho anh em con Metallica XT. Con này size máy là size máy tương đương 3.500. Tương đương 3.500 4.000 anh em. Cước số 5 anh em vô 120, cước số 4 anh em vô 140, cước số 3 anh em vô 190, gato máy 5.2. Máy chạy 3 bạc đạn anh em. Con máy chạy 3 bạc đạn nha. Đó, 3 banh brin đây nè. Mua bên sóng lưới gạt kêu tốt. Có là có kim loại. Đó, Mega Tiêu XT. Máy cái hãng Suzumi nè. Máy quay nhẹ mượt, có hệ thống ABS. Có hệ thống ABS cho anh em. Có hệ thống ABS. Đó, máy quay nhẹ mượt anh em, chế độ 2 chiều. Tao quay gặp, tao quay anh em thay đổi trái phải được. Lăn cước đẹp. Con máy này là máy mã số là mã số 17 anh em. 17. 117 anh em. 117. Đó, size máy tương đương 3.500 anh em. Máy chạy 3 bậc đạn. Con này bán cho anh em giá 300 nha. 117 giá 300 anh em. 117 giá 300. 118 anh em. Lên cho anh em con Daiwa nha. Daiwa này, Daiwa máy Inchina. Mua bên sóng lưới gà tốt. Đó, con Daiwa. Con này đâu con Daiwa Sprinter GL2000 anh em. Có ABS. Lăn cước đồng thao đẹp. Mua bên sóng lưới gà tốt. Gạt tốt. Daiwa Made in China, dòng tim lụa anh em. Máy hoạt động nhẹ mượt anh em, quay rất là nhẹ mượt nha. ABS đây. Mua bên sóng lưới gà kêu tốt nha anh em. Ta quay gặp. Chế độ 2 chiều. Size máy tương đương 2.500 anh em. Cước số 2 anh em vô 250, cước số 3 anh em vô là 150m. Máy chạy 2 bạc đạn anh em. Có máy là có kim loại. Ngoại hình anh em có chạy xước nha. Rồi, mã số này là mã số 118 anh em, 118. 118 giá 250. 118 giá 250 anh em. Tiếp theo 119. 119 lên nha anh em con da băng nha. Đó, con này con Whiskerbot anh em. Whiskerbot. Con này của hãng Shimano anh em. Con này của hãng Daiwa, em lộn nha, em nhầm. Con này của hãng Daiwa anh em. Daiwa Whiskerbot. Con này máy giờ chạy 2 bạc đạn anh em. Daiwa Whiskerbot GS. Cước số 3 anh em vô 150, cước số 4 anh em vô 100m. Đó. Con máy này size tương đương 3.000 anh em. Máy quay nhẹ mượt nha. Chế độ 2 chiều. Daiwa Whiskerbot. Cối là cối kim loại nè. Thân carbon, tao quay kim loại, tao quay gập. Núm tao quay núm gỗ.
Rồi, con này mã số là mã số 119 anh em. 119 nha. 119. 119 bán cho anh em con này giá 350 nha. 119 giá 350 anh em. 119 giá 350. 119 giá 350. 119 giá 350 anh em. Tới 140. Chưa tới 120 anh em. Em lộn. Con này mắt in da băng Daiwa. Con này là con Daiwa Emblem anh em. ABS nha. Daiwa Emblem ABS. Con này là size máy 2000 anh em. Đó. Daiwa Emblem 2000 LBC anh em. Cước số 2 anh em vô 150m, cước số 3 anh em vô 100m nha. Đó. ABS đây. Con này bị mất cái nấm cao su ở đây nha anh em. Mất cái nấm cao su ha. Cao su phần này. Con này thay đổi tay quay trái phải được. Con này anh em có hai chế độ nha. Cái này là ABS đây. Cái này là anh em bật lên là chế độ hai chiều. Anh em có tay cò ha. Nè, cái này anh em xả pin nó tay cò đây. Đó, anh em khâu anh em chế độ hai chiều ở đây đây. Đó, thắng lại ha. Đó, anh em xả pin xả ở đây nè. Đó. Đó. Máy quay nhẹ mượt anh em. Lăn cước sáng đẹp đây. Ngoại hình máy còn khá là đẹp luôn anh em. Gạt cước tốt này. Đó. Gạt cước rất là lực nha anh em. Anh em không xả mô pin trên đây được nha. Trên đây anh em không xả mô pin được. Anh em xả này, anh em xả tay cò này đây. Đó. Anh em câu cái này anh em câu ISO rồi ha. Anh em câu Akada rồi. Anh em câu ISO anh em. Cái này dành cho anh em câu ISO. Anh em thắng cái tay này nè. Anh em xả ha. Còn anh em nào mà câu cái khác anh em xài được cái máy này thì em không gành ha. Rồi, Daiwa anh em, Daiwa Emblem Made in Japan. Mã số 120 anh em. 120. Mã số 120, bán cho anh em con này giá là 450 nha anh em. 120 giá 450. 120 giá 450 anh em. 120 giá 450.000. Tiếp theo mã 121 anh em. 121 tiếp tục là con hàng da băng anh em. Con này máy full kim loại nha. 450. Đó, máy full kim loại anh em. Con này là con Daiwa nha. Con Daiwa Trinter 1500 anh em. ST 1500 DX. Cái con máy này size máy là size 6000, cước số 7 anh em vô 150, cước số 6 anh em vô 180 nha. Cước số 5 anh em, cước số 5 anh em vô 220. Máy full kim loại. Mô bin sống lưỡi gà tốt. Gạt tốt anh em. Lăn cước đẹp luôn. Đó, máy còn rất là khỏe nha anh em, máy còn rất là lực. Máy quay nhẹ mượt anh em. Ta quay gặp. Ta quay anh em thay đổi trái phải được. Đó, máy quay rất là lực nha anh em. Full kim loại, máy full kim loại anh em. Daiwa Sprinter. Đó. Gato máy nha anh em. 2 3 4. Gato máy 4 chấm anh em. Gato máy 4 chấm, cấu trong rất là sáng. Phía trong rất là sáng. Con Daiwa Made in Japan anh em. Hàng da băng nha. Ngoại hình đây anh em. Hình khẩu không xấu cũng không mới ha, nó tầm trung bình tầm 50-60% anh em. Rồi, con máy này mã số là mã số 121 anh em. 121. 121 bán cho anh em con này giá 320.000. 121 giá 320 anh em. 121 giá 320. Tới 122 anh em. 122 lên cho anh em con này là con Daiwa Sportline ST 0 anh em, gato máy 3.8. Cước số 7 anh em vô 140, cước số 6 anh em vô 170 nha. Con máy này size 6000 anh em. Lăn cước đẹp đây. Rồi xin lỗi anh em ha. Nãy giờ em có điện thoại. Con này size máy 6000 luôn anh em. Made in Japan luôn nha. Đó, có là có carbon, thân kim loại, tay quay kim loại. Cái tay quay này anh em gặp là anh em dặn cái tay quay nha. Anh em dặn cái này. Đó, anh em dặn cái này là anh em gặp lại ha. Cái dòng siết là cái dòng siết bằng kim loại luôn nha anh em. Nó cái dòng siết là bằng kim loại luôn.
ta quay anh em thay đổi trái phải được. Đó, Daiwa Spotlight ST trừ 0 Gato 3.8, máy của hãng Daiwa Made in Japan. Đó, dây số 7 anh em vô 160, 140, dây số 6 anh em vô 170 nha, xe máy 6.000. Rồi con này bán cho anh em mã số là mã số 122 anh em. 122 nha. Đó, 122. Con này bán cho anh em giá 280 nha anh em. 280. Giá 280.000 122 anh em. Giá 280.000. 123. 123 là lên cho anh em con Daiwa Spotlight ST trừ 0 luôn. Con này y chang con 122 luôn nha anh em. Nhưng mà con này ngoại hình nó còn khá hơn nha. Ngoại hình nó còn khá hơn. Cũng Made in Japan luôn. Nè. Dây số 7 anh em vô 140, dây số 6 anh em vô 170, nó y chang con hồi nãy luôn nha anh em. Ngoại hình nó còn khá hơn. Hình nó còn khá hơn anh em. Đây, con lúc nãy đây. Đó, nó chạy nhiều hơn ha. Hai con khác nhau nha em, lưu ý nha. Đó, một con chạy nhiều, một con chạy ít nha anh em. Rồi. Gạt tốt, mô bin sống lưới gà tốt anh em. Máy của hãng Daiwa, lăng cước ok đây. Phía trong nó hơi bị ten nhưng mà cái lăng cước còn sáng đẹp không ảnh hưởng nha anh em. Đây, gặp ta quay anh em cũng dặn gặp luôn nha. Đó, cái đồ về dặn anh em cũng là kim loại luôn. Chốt chặn tốt. Gato máy 3.8 anh em, size máy 6.000. Máy hoạt động im mượt. Dòng này câu rất là ngon ha, quay rất là nhẹ anh em. Rồi con này con mã số là 123 anh em. 123 giá 300.000. Giá 300.000 con này nha anh em. 123 giá 300.000. 123 giá 300.000. 124 nè. Mã 124 lên cho anh em con máy Daiwa cổ nha. Con này là con Daiwa Made 200 anh em. Daiwa Made 200, hàng này là hàng nội địa Nhật đây anh em. Nó không có để hàng nội địa Nhật này ha. Nó không có để Made in gì đây hết. Hàng lưu thông với nó xài trong nội địa nè. Gạt tốt nha. Lăng cước đẹp, ngoại hình con máy này còn khá là đẹp luôn anh em. Anh em mua về anh em sưu tầm anh em chơi thì cũng ok ha. Cái size máy này tương đương là 5.000 anh em. Đó, Daiwa Made 200 nha. Cối carbon, thân kim loại, ta quay là kim loại. Ta quay anh em gặp anh em gì dặn cái này ra. Anh em kéo cái ta quay vô là anh em gặp lại nha. Còn anh em khi nào anh em câu anh em dặn cái này ra, anh em siết lại. Đó. Máy quay nhẹ mượt anh em. Tiếng kêu nó tiếng kêu nhẹ luôn ha. Tiếng kêu không có quá to. Đó. Chế độ 2 chiều. Ta quay anh em thay đổi trái phải được. Máy còn khá là đẹp luôn anh em. Gato máy thì cũng tương đương tầm 3.8 anh em. Để em đo thử nha. 1, 2, 3. Gato 4 chấm anh em. Gato tầm 3.9, 4.0 nha. Ngoại hình đây khá là đẹp luôn. Con máy này mã số là mã số 124 anh em. 124 nha. 124, bán cho anh em con này giá 400.000 nha anh em. 124 giá 400.000. 124 giá 400.000. Tiếp theo 125 anh em. Daiwa Spotlight ST trừ 1 đây, Gato 3.8, con này full kim loại anh em. Hàng full kim loại, hàng này hàng đẹp. Bữa trước em có bán một con rồi ha. Con đó là khách có chốt rồi, hôm nay em lên tiếp tục một con này. Cũng còn khá là đẹp luôn anh em. Đó, con này là size máy tương đương tầm 6.000 luôn, cước số 7 anh em vô 150, cước số 6 anh em vô 180 nha, cước số 5 anh em vô 270. Cước số 5 anh em vô 220, cước số 4 anh em vô 280 nha. Đó, mô bin sống nuôi gà tốt đây anh em. Gạt cước tốt. Hàng da băng anh em. Da băng. Còn rất là đẹp luôn anh em. Con máy này còn rất là đẹp luôn ha. Nó còn khoảng 90% anh em. 85-90% nha. Máy quay thì cực kỳ mượt luôn. Đó, rất là nhẹ mượt anh em. Không xào, không lắc, không rung gì hết nha anh em. Dặn tay quay đi. Cũng dặn bằng kim loại đây anh em. Tay quay anh em thay đổi trái phải được. Chế độ 2 chiều. Rất là im luôn. Đây qua nè. Đây qua giá băng. Rồi con này mã số là mã số 125 anh em. 125 bán cho anh em con này 450 nha. 450.000. Mã 125 anh em. Giá 450. 125 giá 450 anh em. Tiếp theo 126. 126 lên cho anh em con Daiwa này, con Daiwa Spotlight 5.000 anh em. Gato máy 1.7 đây. Máy full kim loại.
con máy này size thực của nó là size nó tương đương tầm cái tô máy 4.7 đây, nó size nó tương đương 11.000 anh em. Cước số 10 anh em vô 190m, cước số 8 anh em vô 240, cước số 7 anh em vô 290 nha, cước số 6 anh em vô 360. Gạt tốt. Mua bên 6 lưỡi gà tốt anh em. Size máy thì tương đương tầm 11.000 nha. Đó, máy hoạt động ok anh em. Đây qua spotlight, đây qua da băng đây. Đây qua da băng nha. Xe máy 11.000. Ngoại hình nó có xấu nha nè, ngoại hình nó có chạy xước nha. Đó, hoạt động thì còn ok. Ta quay gặp. Này anh em về anh em tháo cối, anh em sơn lại phần dưới này là ok ha. Hoặc là anh em để về anh em quýnh luôn, tùy anh em ha. Lăng cước đẹp đây nè, lăng cước còn sáng trưng ha. Hàng đai qua. Cấu này còn khá là đẹp luôn anh em. Nó chốc sơn phần dưới này, phần dưới anh em câu anh em ghét cái dưới nè. Đó, nó bị chày bị chốc sơn ha. Gato 4.7 anh em. Cước số 10 anh em vô 190m, xe máy tương đương 11.000. Bán cho anh em con này giá là 450 luôn nha anh em. Mã này là mã số 126 anh em. Giá 450, 126 giá 450. Tới mã 127 anh em. 127 lên cho anh em con đai qua emblem nha, 4500T. Con đai qua này có 5 mô bin sống nha anh em. Có 5 mô bin sống. Cái con đai qua này thứ nhất là nó bị gãy cái giò này. Nó đã bị gãy một miếng giò này nha anh em. Anh em về anh em tề bỏ cái này, anh em vu bo lại tròn cái đầu này là em sẽ gắn vô càng được. Đó, em báo gõ nha anh em. Anh em chú ý là em báo gõ cái phần này nha. Nó bị gãy một miếng này, anh em về anh em bo, anh em lấy cái máy anh em bo lại. Anh bo mất cái này, anh em bo vòng cái này là sẽ gắn vô càng được ha. Nó còn rất là dài ở đây nè. Cái thứ hai là nó bị gãy cái đồ hai chiều này nha anh em. Nó bị gãy một miếng trên đây nè. Anh em bật qua bật lại vẫn ok nha. Đó, anh em bật qua bật lại vẫn ok. Rồi, con đai qua nha anh em. Con đai qua da băng, con đai qua emblem có 5 mô bin sống nha anh em. Đó, có 5 mô bin sống. Đó. Cái con này là thông số là cước số 6 anh em vô 120, cước số 5 anh em vô 150 nha. Cước số 4 anh em vô 200. Cước số 3 anh em vô 208, ở trên đây là cước số 5 anh em vô 250 nè. Một cái BE, một cái gân đó nè. Lăng cước thì sáng đẹp, nói chung là nó bị hai cái đó nha anh em. Nó bị hai cái này, nó bị cái này với cái này nha. Ở dưới đây thì không quan trọng rồi, nó còn bật qua bật lại ok đây. Để em quay thử cho anh em coi ha. Đó, cái này hai chiều cũng vẫn hoạt ok đây, bật qua một chiều đây. Đó, bật qua một chiều vẫn ok. Máy quay nói chung là còn im mượt anh em, nó chỉ bị cái chân này thôi. Anh em về anh em tề bỏ cái này là anh em gắn vô cần được nha. Báo rất là rõ luôn rồi đó anh em. Đó, có 5 bộ pin sống đây. Dòng đai qua emblem này anh em có quýnh lục thì anh em cũng gành cái dòng này ha, dòng này quýnh lục lên anh em. Rồi, con này là bán cho anh em mã số là mã số 127 anh em. 127. 127, con này em bán cho anh em giá 350 nha. Con này bán cho anh em giá 350. Giá con này là 350.000 anh em. 127 giá 350. Tiếp theo mã 128 anh em. 128 nha. Tiếp tục lần con có 5 mô bin sống đây anh em. Tiếp tục là đai qua nha. Con này là đai qua Made in China anh em, hàng tim lụa nha, hàng xuất Nhật nha anh em. Rodcat 4.000 anh em. Cước số 4 anh em vô 250, cước số 5 anh em vô 200, cước số 6 anh em vô 150 nha. Đó. Rodcat 4.000. Size thực của nó tầm 10 anh em. Rất là to, có nòng bùm sống luôn đây anh em. Đó. Có kim loại luôn nha, có là có kim loại. Thân carbon, tao quay kim loại. Đó, hệ thống ABS cho anh em luôn đây. ABS nha anh em. ABS. Đó, có nòng bùm sống. Chế độ 2 chiều đây. Ngoại hình máy đây anh em. Phía dưới đây là cái nắp chụp bảo vệ nó có chạy nha, do anh em câu anh em ghét nè, anh em ghét để dưới đây nó chạy nè. Tao quay là tao quay gặp, tao quay anh em thay đổi trái phải được, chế độ 2 chiều.
một chiều ABS, lăng cước đẹp anh em. Con máy này mã số là mã số 126 anh em, 128 anh em. Con này là con 128 nha. 128, con này bán cho anh em giá là 550.000 nha anh em. 550, 128 giá 550 anh em. 550. Tới 129 anh em. 129. Lên cho anh em con Daiwa Sportline ST trừ 2.000, máy chạy bật đạn. Máy full kim loại. Ngoại hình máy cối sáng trưng luôn. Cối còn sáng đẹp, chạy phần này nha anh em. Chạy cái phần này. Hàng da băng. Đó, máy quay nhẹ mượt. Cái con máy này size nó là size 7.000 anh em. Cước số 7 anh em vô là 160m, cước số 6 anh em vô 200, cước số 5 anh em vô 250m. Con máy này là có cốt trợ lực nha anh em. Cái dòng máy này có cốt trợ lực nha. Máy có cốt trợ lực nha anh em. Đó, máy trong sáng trưng. Rất là đẹp. Mô bên sóng lưới gà tốt. Máy size 7.000, lăng cước đẹp, nói chung ngoại hình con máy này còn khá là đẹp luôn anh em. Đó. Máy quay nhẹ mượt. Chế độ 2 chiều. Rồi không xào lắc gì hết nha anh em, máy quay rất là ngon. Ta quay gặp đây. Ta quay anh em thay đổi trái phải được nha. Ta quay thay đổi trái phải được. Con máy này mã số là mã số 129 anh em. 129. 129 bán cho anh em con này giá là 550 luôn nha. 550.000 anh em. 29 giá 550.000. 130 anh em. 130. Lên cho em con đây qua 7.000, Milan DS nha. Con này size thật nó tương đương tầm 13-14.000 anh em. Con này cũng có cốt trợ lực cho anh em luôn nha. Đó, cốt trợ lực đây anh em. Phía trong đây. Đó, cốt trợ lực đây anh em. Daiwa ha. Con hãng Daiwa. Con này nội đồng có đá anh em. Hàng nội đồng có đá nha. Máy phun kim loại đây. Daiwa da băng anh em. Daiwa ốp chứ. Ốp da băng đây anh em. Ốp da băng bài Daiwa ha. Bát ben. Máy hoạt động còn rất là mượt nha anh em. Chốt chặn. Đó, máy quay rất là mượt luôn anh em. Mô bin sóng nha. Đó, mô bin sóng lưới gà kêu tốt. Máy full kim loại. Ta quay là ta quay gặp lại anh em. Anh em dặn ra anh em gặp ta quay lại nha. Đó, dặn ra gặp ta quay lại. Ngoại hình máy đây nè. Xem kỹ ngoại hình máy giúp em nha. Con này size tương đương 13-14.000 anh em. Gato máy đây. 1, 2, 3, 4. Gato máy tầm 4.2-4.3 anh em. Chế độ 2 chiều đây. Máy quay ngon anh em. Cái máy này bị vuột chốt chặn anh em. Vuột chốt chặn nha. Bỏ cái mã này nha anh em. Bỏ cái máy này nha. Bỏ cái máy này. Máy 130 anh em. 130 em lên cho anh em máy này nha. 130 nha anh em. Thế con này bằng con hồi nãy nha anh em. 130 lên cho anh em máy này. Máy này con máy ngang anh em. Máy ngang tay phải nha. Máy ngang tay phải. Con này là con Dosuki anh em, 500. Máy chạy 2 bạc đạn. Máy của hãng Olympic anh em. Máy này máy kim loại nha, máy nặng nha anh em. Cái này là thông số của nó là 500m nè anh em. Máy này nói chung rất là to nha anh em. Cái máy này để anh em câu biển ha. Máy tay phải. Đó, cái này là cái chỗ ga dây mình nè anh em. Cái này giống con lăng ha. Đó, ga dây cho mình ở đây. Chốt chặn đây. Xả gân đây nè. Xả gân ha. Đó, cho anh em xả gân đây. Ta quay anh em dặn ra ha. Đó, ta quay là ta quay dặn anh em. Siết vô. Máy của hãng Olympic anh em.
đó, máy ngang tay phải rất là bự như nè, máy rất là to luôn. Rồi con này mã số là mã số 130 nè, 130. Con này bán cho anh em giá là 350 nha nè, giá 350, 130 giá 350 nè. Tiếp theo mã 131 anh em, 131, 131 là lên cho anh em con này nha. Con này là con Olympic anh em, máy của hãng Olympic đây, made in Japan. Con này là Ren Zebra 400 anh em, máy full kim loại, máy nặng 555g, gato 1.4.67 nha. Mô bên sóng lưới gà tốt đây nè, gạt tốt nha, máy quay thì rất là nhẹ mượt. Chốt chặn tốt đây nè, máy màn hình còn khá là đẹp luôn. Phía trong nó đây nè, cho anh em coi phía trong của máy ha, máy còn rất là đẹp nha nè. Đây chỗ này anh em châm dầu vô được nè. Gạt cước tốt anh em, lăn cước đẹp. Nói chung máy này còn ngoại hình còn khá là sáng luôn, rất là sáng nha. Máy của hãng Olympic anh em, chốt chặn tốt. Ta quay máy là ta quay gập, dặn ga là gập ta quay lại đây anh em bung ga tự siết nha. Đó, ta quay thay đổi trái phải được. Ngoại hình máy đây nè, chạy phần này một chút xíu thôi nè, còn lại khá là đẹp luôn. Rồi con máy này mã số là 131 anh em, 131. Con này bán cho anh em giá 650 nha, 131 giá 650 anh em. À quên báo thông số, cái con này là cước số 7 anh em vô 230 nha, tương đương với cước số 8 này vô 200m, cước số 9 anh em vô 180 nha, cước số 10 anh em tương đương 150 á. Con này size tương đương 90.000 anh em, 9.000-10.000 nha, 131 giá 650 anh em. Rồi hôm nay tổng cộng lên cho anh em là 19 máy anh em, 19 mã đó nha. Anh em mua mã số này anh em vui lòng liên hệ Zalo, cộng số điện thoại của em là 0779-64-30 anh em, 0779-64-30 đó, Zalo cộng số điện thoại của em nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều anh em, bye bye anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở clip sau, bye bye anh em.